Tiếp lần trước con có nghe sư nói về sự giải tỏa nghi ngờ của sư với Phật pháp đã đem lại cho sư lòng tin, con cũng đang nghi ngờ, xin sư giải giảng giải giúp con. Quý vị chưa có hiểu về cái lần mà sư nghi ngờ. Sở dĩ mà sư nghi ngờ là bởi vì khi sư ở cái nơi đó, ở cái nơi tu tập đó, họ tu tập chưa có đúng chánh pháp. Chính vì vậy đó, khi mà sư nghe những cái người mà họ nghi ngờ cái phương pháp mà họ đang tu tập thì sư cũng có sự nghi ngờ. Và khi sư nghi ngờ như vậy đó thì sư mới tìm hiểu đến Phật pháp nguyên thủy. Khi đó sư vẫn cái tư tưởng sư khi đó sư rất là mở ha, có nghĩa là bất kỳ tông phái nào thì cũng được đó, tông phái nào thì cũng thờ ông Phật thôi chứ có thờ ông thần ông thánh nào khác đâu. Tuy nhiên khi mà sư nghiên cứu cái Phật pháp nguyên thủy đó, một số ý kiến cho rằng cái Phật pháp nguyên thủy đi rất là chậm, nó không bằng những cái phương pháp tu tập khác, nhanh chứng nhanh đắc. Mà xin thưa, cái sự mà nhanh chứng nhanh đắc á, cái cách hiểu của sư nó không giống cách hiểu của họ. Cái cách hiểu mà chống chứng chống đắc của sư á, là có khả năng chứng quả thánh ngay trong đời này. Các anh nói cái phương pháp tu tập của các anh là đưa đến cái sự mau chóng chứng đắc, nhưng mà tại sao tôi không thấy ai chứng đắc gì hết? Đâu có thấy ông thánh nào ở đây đâu mà anh dám nói là anh mau chứng đắc. Cái thứ hai anh nói là anh khi mà anh kiến tánh thì anh chứng đắc, anh thành Phật. Thì khi đó sư mới hỏi một cái vị thầy ở đó, thì tại sao các đời tổ sư rất nhiều vị đó kiến tánh mà các vị mà xưa tới giờ vẫn chỉ có một Đức Phật Thích Ca thôi. Đấy, cái vấn đề nằm chỗ đó. Thì những vị này mới giải thích là do còn phải huân tập Ba La Mật. Thì như vậy thì có nghĩa là chưa đủ tư cách. Nếu mà nói như vậy thì chưa đủ tư cách để nói là mình thành Phật. Tại vì nếu thành Phật thì anh phải thành Phật liền, chứ anh không có nói là để tôi chờ. Ví dụ như bây giờ tôi nói là tôi là một anh ăn mài, anh ăn xin, mà tôi tự xưng tôi là tỷ phú, tỷ phú, và đạt cái bằng là bằng giáo sư tiến sĩ. Rồi tới hồi người ta hỏi đó, anh nói anh là tỷ phú giáo sư tiến sĩ mà sao mà anh nghèo quá vậy? Tôi mới nói là tôi để mà tôi thành tỷ phú tôi chờ tôi có tiền tôi sẽ thành tỷ phú, còn bây giờ tôi chưa có tiền nhưng mà tôi đã là tỷ phú rồi, thì cái chuyện đó là cái chuyện vớ vẩn. Rồi hỏi anh gì cái bằng, anh nói anh là tiến sĩ giáo sư tiến sĩ gì, giáo sư tiến sĩ của anh đâu? Nó chờ tôi đi học cái đã, bây giờ tôi mù chữ mà chờ tôi đi học rồi tôi sẽ học lên cao nữa, rồi tới hồi mà tôi đạt được cái bằng giáo sư tiến sĩ đó thì khi đó tính, còn bây giờ thì tôi vẫn là giáo sư tiến sĩ, chỉ có điều là tôi thất học thôi, tôi chưa có học. Thì đối với sư thì cái đó nó giống như là một cái chức danh nó hão huyền. Thôi thì cứ muốn gọi là tỷ phú thì gọi, cứ gọi muốn gọi là giáo sư tiến sĩ thì gọi, nhưng mà sự thật thì không phải. Đó là cái mà sư nghi ngờ khi mà sư tham khảo những cái phương pháp tu tập khác đó. Và khi đó sư mới tìm đến Phật pháp nguyên thủy với cái suy nghĩ, khi đó suy nghĩ của sư rất là đơn giản, đó là nhiều người cho rằng tu tập theo Phật giáo nguyên thủy là một con đường rất là chậm. Nhưng mà khi đó sư nghĩ là như thế này, chậm mà chắc. Thà nó chậm nhưng mà nó chắc cú là mình không có đi lệch. Còn hơn á,
mình mang tiếng là mình tu nhanh, mau chóng, mau chứng, mau đắc, mau được cái này, được cái kia, mà mình đi lệch. Đi lệch rồi thì đừng có nói mau chứng, có là không bao giờ chứng. Nó giống như một cái người mà đi bộ và một cái người đi xe, hỏi ai tới đích sớm nhất. Tôi nói chưa chắc. Cái anh đi bộ mà anh biết đường, anh đi tới trước. Còn cái anh đi xe mà anh không biết đường, anh đi lạc, anh không biết chừng nào anh mới tới. Nhưng mà đó là cái lý luận của những người không theo Phật giáo Nguyên Thủy. Họ lý luận rằng Phật giáo Nguyên Thủy là một cái phương pháp tu tập rất là chậm. Thì họ lý luận như thế. Nhưng mà tới khi mà sư có sự nghi ngờ đối với phương pháp tu tập của họ đó, thì sư mới thấy rằng cái phương pháp tu tập này nó gần ai tu tập giỏi lắm là gần với chánh pháp, chứ nó chưa phải là chánh pháp. Nó chỉ là một cái bản sao, một cái hình chiếu, một cái hình bóng thôi. Để chi? Để cho những người mà không có cái cơ duyên tu tập đúng theo chánh pháp thì họ cũng tu được với cái gần với chánh pháp thì cũng được. Nó giống như nhiều người họ không ăn được cacao nguyên chất thì họ ăn sô cô la cũng được. Đấy. Cho nên á, là khi mà sư tìm hiểu qua Phật giáo Nguyên Thủy, sư mới thấy cái Phật giáo nguyên chất ở đây. Sở dĩ ban đầu sư nghi ngờ á, là do ban đầu đi theo một cái đường lối sai lầm, một cái phương pháp tu tập sai lầm, một cái hình bóng mờ, một cái gần với chánh pháp chứ nó chưa phải là chánh pháp. Vì lẽ đó cho nên là sư nghi ngờ. Và khi nghi ngờ như vậy, tìm hiểu rốt cuộc chánh pháp ở đâu, rốt cuộc cái Phật giáo nguyên chất ở đâu, khi đó mới có cơ hội sư tìm đến Phật giáo Nguyên Thủy. Và khi tìm đến Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì sư mới thấy là đúng là như thế này, đúng là như thế này. Cái con đường mà nó ra khỏi bát chánh đạo thì nó không còn, nó chắc chắn là đi lệch rồi. Và nếu hỏi sư bằng cái gì, sư dựa vào đâu để sư tin tưởng là cái Phật giáo Nguyên Thủy là nó chính xác, nó là chánh pháp. Nó như thế này. Thứ nhất, chúng ta ai cũng có trí tuệ hết. Trừ khi chúng ta là những người thiểu năng trí tuệ thì sư không nói. Nhưng mà nếu như quý vị là người có trí tuệ, tin sư đi, tin sư đi. Mà không cần tin, sư nói không cần tin. Đọc vào chánh tạng, đọc vào kinh tạng Nguyên Thủy, trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ. Làm ơn mở ra mà đọc. Pháp đến để mà thấy chứ không phải là pháp để nghe. Không ai ép quý vị phải tin. Nhưng mà nếu muốn tin thì làm ơn mở cái trang kinh ra. Mở trang kinh ra, đọc đi rồi hiểu tại sao sư tin. Tại sao vậy? Tại vì Phật Pháp, cái pháp ở trong đó nó rất là rõ ràng, nó minh bạch, nó rõ ràng, nó không có mập mờ. Một số cách phương, cách tu tập ngoài ra đó, nó mô tả những cái một số vấn đề họ mô tả rất là mờ mịt, rất là mờ mịt. Nhưng mà khi mà mở cái trang chánh tạng ra, mở trang kinh ra đó, tự nhiên quý vị thấy là xưa giờ tự nhiên mình nhìn đời qua một cái cặp kiến ve chai, một cái cặp kiến cận, một cái cặp kiến viễn, một cặp kính lão. Nhưng mà thực tế con mắt mình không có bị bệnh. Mình chỉ đơn giản mình lấy cái cặp kiến nó ra và chánh pháp đây nè. Tự nhiên thấy cái pháp nó rất là rõ ràng. Cho nên tin. Muốn hỏi tin như thế nào, làm ơn mở trang kinh ra, mở trang kinh ra, đọc vào trong đó thì sẽ tin. Chúng ta ai cũng là những người có trí. Đấy. Rồi cái nữa đó, dựa vào đâu để sư tin tưởng là những cái kinh này là kinh do Phật thuyết? Thì xin thưa, sư không phải là một nhà ngôn ngữ học. Nhưng mà đó,
Xưa xưa giờ sư vẫn quan niệm là cái việc chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp làm. Cái chuyện mà xem là cái xác định á, xác định là cái niên đại của cái tạng kinh á, là để cho những người chuyên nghiệp chuyên về cái ngôn ngữ học các họ họ làm. Thì những cái nhà ngôn ngữ học á, họ là giáo sư tiến sĩ xin thưa, đồ xịn nha, giáo sư tiến sĩ xịn chứ không phải là mấy cái giáo sư tiến sĩ mà bây giờ bỏ tiền ra là có một đống bằng. Thì sư không có nói mấy cái ông đó, mấy cái kiểu đó thì không cần, không không cần. Sư đang nói là những cái ông giáo sư tiến sĩ hàng xịn á, cây đa cây đề trong cái làng ngôn ngữ học, nói tên ra đó là những người mà nghiên cứu ngôn ngữ học là họ biết tên hết, tại vì họ cây đa cây đề. Thì họ kết luận rằng kinh tạng của Phật giáo Nguyên Thủy là gần với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật nhất, gần nhất với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Cho nên nếu như mà quý vị muốn mà nó cái gì mà nó gần nhất, cái gần với nguyên chất nhất thì chỉ có kinh tạng Pali. Còn những cái ngôn ngữ khác, ví dụ như dịch ra tiếng Hán, tiếng Thái, tiếng tiếng Tây Ban Nha, tiếng tiếng này tiếng kia đó, thì nó là cái loại hai rồi, có nghĩa là qua một cái pha, một cái nước dảo rồi, pha loãng ra rồi. Còn cái gốc á, cái kinh Pali là cái ngôn ngữ gốc gần nhất với lời dạy của Đức Phật. Tại sao nó họ nói là gần nhất? Cái gần nhất của các cái nhà nghiên cứu nó khác với cái gần nhất của mình. Gần nhất của các nhà nghiên cứu á, có nghĩa là họ không thể nào họ nói là tuyệt đối được, bởi vì họ không có dữ liệu để chứng minh, họ không có căn cứ, họ không có sinh vào thời Đức Phật để mà họ nghe chính tai của Đức Phật nói và họ so ra với cái chữ viết, cho nên là họ không thể nào nói ra là 100% được. Cho nên cái gần nhất của họ chỉ là cái tiệm cận, nhưng mà nó đủ để chúng ta tin tưởng. Nó giống như cái khái niệm về cái sạch đó, của mình nó khác với khái niệm sạch của cái anh của cái của anh bác sĩ. Khái niệm sạch của anh bác sĩ đó là phải trong cái phòng tiệt trùng thì nó mới là sạch. Và xin thưa, đối với cặp mắt của anh bác sĩ đó, cái sàn nhà ở trong cái bệnh viện đó có khi nó còn sạch hơn là cái sàn nhà của mình, mặc dù nó cũ nó kỹ nhưng mà có khi nó còn sạch hơn cái sàn nhà của mình, mặc dù là mình mới sàn nhà mới đó. Cho nên cái khái niệm mà gần với lời dạy của Đức Phật của họ khác với là cái cách mình hiểu. Cách mình hiểu thì gần chắc cũng cỡ 50-60, nhưng mà cái gần của họ đó là hơn 90%, 80-90% rồi. Chẳng qua họ không có dám đưa ra 100% là do sao? Do họ không chính tai đức nghe Đức Phật nói, cho nên họ không dám khẳng định 100%. Chứ đừng có nghe người này nói, người kia nói rồi mình nghi ngờ luôn cả cái kinh tạng Pali thì thiệt thòi cho mình. Muốn tin làm ơn mở ra coi. Khi quý vị mở ra coi, tự nhiên quý vị biết tại sao sư tin.